ជាសថាពរអស់រយៈកាលបួនឆ្នាំឡុងរយៈពេលនេះយើងខ្ញុំពុទ្ធមេមកកចិនប្រពន្ធធ្វើនៅបន្ទមួយអោយមកថាបន្ទសម្បុរប្រវិជាបច្ចុប្បន្នទីមាប្រហែលនេះយើងខ្ញុំសូមអរតនានិមន្តព្រះអង្គចម្រើននៅសិរីសួស្តីសូមអរតនានិមន្ត Hay qua phía sau đây của chú anh chị các bạn, đây là những lãng hoa được cúng dường đến nhà chùa và có ghi tên những người cúng dường luôn nha cô chú. Danh mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại trong video mới của Danh hôm nay. Lời đầu Danh chúc cô chú anh chị và các bạn cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Và hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2023. Thì chỉ còn đúng một ngày nữa là ngày lễ Kết Giới Si Ma Khánh Thành Ngôi Chánh Điện mới sẽ được tổ chức nha cô chú anh chị và các bạn. Thì Danh đã có mặt tại chùa Trong Thọp thuộc ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Và hôm nay là buổi sáng nha cô chú anh chị và các bạn. Thì Danh sẽ ghi hình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn phía bên trong đang chuẩn bị để ngày mai tiếp đón lễ Kết Giới Si Ma Khánh Thành Ngôi Chánh Điện mới nha. Thì đây là phía trước cổng nha cô chú anh chị và các bạn. Và đây là những tấm bảng thông báo hàng chữ Khmer đây cô chú anh chị và các bạn. Thì mình nhìn sẽ bên tay phải sẽ có một cái bảng thông báo bằng chữ tiếng Việt. Đây. Và bây giờ Danh sẽ vô bên trong và ghi hình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem về phía bên trong như thế nào và diễn biến bên trong như thế nào, thì Danh mời cô chú anh chị và các bạn vào bên trong. Và phía bên đây người ta bán quần áo rất là nhiều nè cô chú anh chị các bạn. Đó là phía bên tay phải của Danh nè. Thì phía bên trong các vị sư đang trang trí để ngày mai để chuẩn bị làm lễ Kết Giới Si Ma và tiếp đón Phật tử gần xa. Mình thấy phía bên trong rất là nhộn nhịp nè. Và hôm nay khi bước vô chùa Trong Thọp, Danh sẽ thấy rất là nhiều những bông quảng thọ nha.
Và phía bên đây chính là cổng lên chánh điện ở phía trước. Đây, buổi sáng rất là trống trải cô chú anh chị các bạn. Đây là cái khung cảnh buổi sáng. Bây giờ anh sẽ đi vào phía sau. Mọi người đang sắp xếp trang trí những bông vạn thọ nè. Có thể khâu chuẩn bị chỉ còn trang trí những bông vạn thọ và sắp xếp những bông vạn thọ cho nó đẹp mắt. Và nơi đây người ta đang cúng dường nha cô chú anh chị và các bạn. Đây, bên đây có một vị khách bà con Phật tử ở xa hay là ở gần gì nè. Đang cúng dường. Và đây là đường phía sau lên chánh điện nha cô chú anh chị các bạn. Rất là nhiều bông vạn thọ được trang trí cũng như là bố trí khắp nơi để cho góp thêm sự trang trọng. Đây là không khí buổi sáng khá là êm đềm. Đây là cái bàn để người ta bán những vật phẩm thì mình sẽ mua, sau đó sẽ đem lên Hố Xi Ma cũng như là mình cầu an. Đây cô chú anh chị ạ, phía bên đây chính là cái xa la để tiếp đón Phật tử gần xa để đến cúng dường cũng như là tham dự lễ kết giới Xi Ma này nha. Thì phía bên đây thì người ta có để qua đá Xi Ma rồi nè. Bây giờ á, phía bên trên cũng có trang trí những cái bông hoa rất là đẹp. Khá là đẹp cô chú anh chị và các bạn. Thì buổi sáng danh quay trở lại ghi hình để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn. Các khâu trang trí rất là đẹp nha. Và phía bên đây, đây là băng Khánh Thành nha các chú anh chị các bạn. Sẽ ngày mai sẽ bắt đầu làm lễ để các băng Khánh Thành nha. Các chú anh chị và bạn, đây là những lãng hoa mà người ta cúng dường cho nhà chùa nha các chú anh chị và bạn. Khá là đẹp. Thì mỗi lãng hoa đều có ghi tên cúng dường. Và dân xây qua phía sau đây cô chú anh chị các bạn. Đây là những lãng hoa được cúng dường đến nhà chùa. Và có ghi tên những người cúng dường luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Khá là đẹp.
để anh quay cận cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem luôn à. Rồi ok. Bây giờ anh sẽ đi lên chánh điện nha cô chú anh chị và các bạn. Ở đây chính là ngôi chánh điện chùa Trong Thọp nha. Đây cái đường lên chánh điện sẽ có hai hàng bông lên chánh điện, chính là bông Quảng Thọ nha cô chú anh chị và các bạn. Khi bước lên mình sẽ thấy một vị Phật ban phước lành và vui lòng không mang dép lên nha. Mình chỉ có thể đẩy dép ở dưới thôi, sau đó đi lên chánh điện. Đây cô chú anh chị và bạn, bây giờ dành xe đi lên nha để xem tham quan bên trong như thế nào nhé. Và bên trong khá là yên tĩnh cô chú anh chị và các bạn. Và có những lãng hoa được cúng dường. Đây cô chú anh chị và các bạn. Khá là đẹp. Khá là yên tĩnh cô chú anh chị và bạn. Và phía bên đây chính là nơi cột chỉ tay nha cô chú anh chị và bạn. Đây danh đang đứng ở phía dưới và quay lên trên để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Ở đây là những hố xi măng nha cô chú anh chị và bạn. Những lần qua đều được ghi tên. Em thấy nãy giờ gia đình bé Mỹ ở Hàn Quốc. Đây là để cụ Lâm Xanh chúc mừng khánh thành chánh điện. Chú anh chị và bạn, thì ngay phía dưới ở tượng Phật cũng có trang trí những bông hoa rất là đẹp luôn nha. Được, ok, dành sẽ đi ra ngoài nha cô chú anh chị và bạn. Thì buổi sáng thì khá là trống nha. Thì có hoài bà con Phật tử ở xa người ta lại người ta cúng dường cô chú anh chị các bạn. Khi bên đây cũng có bán quần áo nữa nè cô chú anh chị các bạn. Để anh qua coi thăm khám phá bên trong như thế nào nha.
Và phía bên đây có một cái cổng đi ra nữa nè, cô chú anh chị và các bạn. Thì ra bên đây cũng có một cái đường đi ra nè. Và phía bên đây là tổ y tế của chú anh chị và các bạn. Rất là nhiều bông dẫn thọ được bố trí khắp nơi nha. Có vài chỗ thì không có được buôn bán của chú anh chị và các bạn. Thì có nơi chỗ người ta sẽ buôn bán, còn có những chỗ không có được buôn bán nha. Vì ngày mai sẽ tiếp đón Phật tử ở gần xa khá là đông. Cũng là ngày chính thức của lễ kết giới Sima khánh thành ngôi chánh điện mới nha cô chú anh chị và bạn. Có vài vị khách ở xa lại để tham quan trước ngày lễ kết giới Sima khánh thành ngôi chánh điện mới. Và nơi đây đang chuẩn bị để cúng tổ của chú anh chị và bạn, để chuẩn bị cho ngày lễ kết giới Sima khánh thành ngôi chánh điện mới. ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសបានកសាងព្រះវិហារួចជាស្ថាពរអស់រយៈកាល4ឆ្នាំចន្លោះវេលាគ្រានេះយើងខ្ញុំពុទ្ធមេមកាសជនប្រពន្ធនៅបន្ទមួយឲ្យឈ្មោះថាបណ្ឌិតសំពុតព្រះវិហារបញ្ចុះទីមាប្រោះហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមអរតនានិមន្តព្រះអង្គចម្រើននៅសិរីសួស្តីសូមអរតនានិមន្ត Thank you.
Yeah.
lấy nó lấy nó lấy nó lấy nó lấy nó lấy nó lấy phía bên đây là nơi người ta bán hàng nha cô chú anh chị các bạn. Đây phía bên đây có bán rất là nhiều sách vở tiếng Khmer nha cô chú anh chị và các bạn. Và phía bên trong bán nhiều quầy nước mía cô chú anh chị và các bạn. Và phía bên đây chính là nơi bán quần áo nữa nè, là quầy kim xe ở Tiểu Cần nha. Đây có chủ đây đó, có cuốn sách nè, sách chữ Khmer nè. Có quần áo ở phía trong luôn nha. Và bên đây có để một cái bảng lối đây vô phía trong. Thì phía bên trong có quầy bán nước mía luôn nè. Con chạy trốn nè. Đứng qua bản nè. Đây, rất là rộng rãi luôn. Còn tú ở phía sau luôn cô chú anh chị qua bạn. Thì anh quay để biết như vậy, không có đi tới bên kia khá là xa. Thì giờ đi lên quay tiếp nha. Hôm nay có lẽ người ta sẽ qua đây bán rất là nhiều để chuẩn bị cho ngày mai làm lễ kết giới Sima, cũng là ngày cắt băng khánh thành nha cô chú anh chị và các bạn. Đây, bên đây cũng bán nước mía tuốt ngoài ruộng luôn cô chú anh chị qua bạn. Phía bên đây có bạn để lối đây nữa. Nó có lối này để mình đi vô phía bên trong. Thì phía ngoài ruộng cũng có bán nữa nha. Khá là rộng. Đây có một cái đường đi lên sân khấu nè cô chú anh chị các bạn. Và phía bên đây rất là khá là lý tưởng. Mình vừa ngồi uống nước mía mà vừa xem được sân khấu luôn. Đây cái sân khấu nè cô chú anh chị và các bạn. Và phía bên đây là ngoài ruộng nè. Có cái cầu mình bắt đi nè. Đây. Băng qua bên kia khá là dễ dàng luôn ha. Phía bên đây có bán rất là nhiều nón nè. Và đây là cái đường đi ra về nè cô chú anh chị và các bạn, cũng là lối đi vô nha.
Thì cái video của Danh đến đây Danh cũng xin kết thúc luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Thì hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha. Thì anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để nhận được cái video mới. Danh xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.